WhatsApp, xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và review sơ qua một em bàn phím nữa. Và em bàn phím này sẽ có giá cực kỳ là phải chăng luôn. Nó rất là phù hợp với những bạn nào mà đang muốn tìm một em phím có đèn LED màu mè và gõ cũng êm, layout cũng gọn gàng đó. Ok, mình sẽ cùng đập hộp và review sơ qua cho anh em xem nhé. Let's go. Đầu tiên thì cái hộp của nó có vẻ rất là màu mè, có in hình sẵn luôn cả cái bàn phím bên ngoài luôn. Đó, với rất là nhiều các cái chỉ số ở đây. Thì bên trong thì chúng ta sẽ thấy một chiếc bàn phím được bọc trong lớp chống sốc. Ok, chúng ta tạm thời bỏ nó qua một bên. Ở trong này chúng ta sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng và cái cuốn này mình thấy nó rất là dày. Đó, các bạn nhớ giữ lại cái cuốn này nhé. Tại vì mấy cái thằng bàn phím mà rút gọn kiểu như thế này thì nó sẽ có rất là nhiều cái chức năng. Và nó có in đầy đủ các thứ tiến luôn. Cho nên các bạn yên tâm là có thể đọc được. Hết rồi, bên trong chúng ta sẽ không còn gì cả. Ok, quay trở lại em bàn phím thì như các bạn thấy em này là thuộc dạng full size nhưng layout của nó sẽ là layout 98. Với cái layout 98 thì chúng ta sẽ vẫn có numpad, tuy nhiên thì nó sẽ loại bỏ đi cái cụm PSP down đó, scroll lock rồi. Cái cụm đó thì nó cũng có rất là nhiều nút không cần thiết cho nên nó sẽ đẩy vào. Đây là một cái dạng layout mà rất phổ biến trên những dòng phím cơ. Hiện tại thì em này dạng cơ thì cũng có sử dụng layout này luôn. Khá là ổn áp. Và cái keycap của nó sẽ là phối giữa màu đen và màu trắng ngà. Màu trắng này giống như màu trắng của màu carbon á, cũng khá là hay ho. Với cái màu trắng này thì mình cảm giác nó cũng sẽ đỡ dơ hơn nhiều so với lại cái màu trắng tinh. Bên phía top cây thì chúng ta sẽ thấy nó là màu đen hoàn toàn. Và ở dưới thì chúng ta sẽ có thấy là màu trắng đó. Cũng là dạng một màu trắng nhưng mà nó cũng hơi ngà ngà một xíu nha các bạn. Chúng ta vẫn sẽ có cái lẫy để nâng hạ độ cao của bàn phím ở đây. Bốn cái tấm cao su, rất là nhiều ốc vít nữa. Nó sẽ bít để cho chắc chắn cái bàn phím nhiều hơn. Và như các bạn thấy thì cái cây của nó tất nhiên hoàn toàn là bằng nhựa thôi. Cái em này là một em giả cơ giá cũng rẻ mà. Nhưng mà cái cảm giác cầm của nó thì cực kỳ là chắc chắn và còn rất là đầm tay luôn. Về dây cáp thì em này có một chiếc dây cáp khá là bình thường. Nó bằng nhựa chống rối và có cục chống nhiễu ở đây, đầu USB Type A và nó cũng không có được mạ vàng. Đây, chúng ta cũng có thể thấy là có các cái đèn báo phía trên này và cái mã hiệu của em này trên đây. Như các bạn thấy thì với cái layout này nó sẽ nhỏ gọn hơn nhiều so với một con em full size. Cho nên khi các bạn nếu sử dụng để chơi game thì nó cũng sẽ rất tiện, hoặc là để mình gõ văn bản đánh số thì cũng khá là ok. Nếu mà chơi game thì chúng ta cũng có thể để một cái không gian trống nhiều hơn để sử dụng chuột. Rồi, bây giờ mình sẽ thử đèn đèn cho em này nhé. Như các bạn thấy thì đèn LED chính là một cái điểm mạnh nữa của em này. Mặc dù là phím giả cơ thôi nhưng mà cái đèn LED của nó rất là mượt mà. Đèn LED RGB chạy y như những con bàn phím cơ mà có LED RGB luôn. Đó, rất sáng. Keycap cũng có xuyên LED đầy đủ. Về cái plate thì cái nó sẽ được trang bị plate bằng nhựa cho nên là cái tản LED của nó rất là ok. Cái LED của nó hầu như là sáng rất là đều từ trên phía dưới luôn. Và cái phía mặt chân dưới phía cái kép thì nó cũng là trong suốt, tại là phím cao su mà. Cho nên là hầu như chúng ta chỉ nhìn thấy đèn LED ở phía dưới chân thôi. Cái đặc biệt nữa là phía bên cạnh của em này cũng có một cái dải nhựa trong suốt luôn, giúp cho đèn LED xuyên qua. Thì chúng ta nhìn như là có một cái dải LED viền RGB nữa ở ngay đây. Khách rất là đặc biệt đúng không? Với những bàn phím giả cơ thì mình hiếm khi thấy một con bàn phím nào được trang bị cái kiểu cấu trúc gần giống như con phím cơ như thế này. Và không những vậy thì em này ngoài cái hệ thống đèn LED chạy RGB như thế này, chúng ta còn có thể đổi được các cái chế độ đèn LED khác nhau. Và cái độ sáng của đèn LED của em này thì nó cũng rất là ngon nữa. Mặc dù là mình đang để đèn phòng rất là nhiều nhưng mà cái độ sáng của nó như các bạn thấy đây, nó vẫn đủ để chúng ta có thể nhìn thấy rõ luôn các cái chế độ đèn LED của em này. Bây giờ mình sẽ thử tắt bớt đèn đi và chuyển một số chế độ cho các bạn xem nhé. When did I get lost in the
với cái hệ thống đèn LED như em này thì mình nghĩ đây là một trong những con bàn phím giả cơ có cái thiết kế và đèn LED cũng gọi là nhất nhì trong cái thị trường phím giả cơ rồi. Và tất nhiên thì em này sẽ là sử dụng cao su thôi chứ không phải là dùng switch cơ như những bàn phím cơ, tại vì nó là giả cơ mà. Nếu mà các bạn muốn thì mình cũng có thể thử sound test cho anh em nghe, xem thử cái tiếng của nó như thế nào nhé. Như vậy là mình vừa mới sound test cho anh nghe. Thì với bàn phím giả cơ thì cái ưu điểm lớn nhất của nó thì sẽ là êm ái, không có ồn ào, không có quá ồn ào như những con bàn phím cơ gõ lạc tặc. Tuy nhiên thì cái cảm giác bấm của nó cũng không có sướng và cái độ nhạy của nó thì cũng không bằng phím cơ được. Con này thì nó sẽ vẫn có anti-ghosting và nó sẽ có 26 phím, tức là mình có thể nhấn một lúc 26 phím là nhận cùng một lúc được. Đó, cũng khá là ngon. Hầu hết những cái phím mà trên thị trường thì nó khoảng 19 phím hoặc là 8 phím thôi. Nhưng con này thì hỗ trợ đến 26 phím. Đối với cái tầm giá của em này thì khoảng hơn 300 ngàn thì mình nghĩ đây là một trong những con bàn phím giả cơ mà nó rất là đáng tiền. Vì những con bàn phím giả cơ trong cái tầm giá này nó chắc chắn nó sẽ ngon hơn là một số con bàn phím cơ trong cái tầm giá khoảng 300 ngàn. Mình đã thử trải nghiệm một số con bàn phím cơ giá 300 ngàn rồi thì nó cực kỳ là ọp ẹp và nó gõ cũng không có được ngon lắm đâu. Các bạn nghĩ sao về bàn phím giả cơ này? Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì hãy cứ comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin hoặc là xem giá cả của nó thì mình có để link ở dưới phần mô tả đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye!